Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất của em ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì em lại tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến gia đình Hồ Văn Cường. Và đặc biệt là liên quan đến câu chuyện gà đẻ trứng vàng. Đó, những ai là fan hâm mộ của Hồ Văn Cường, fan cuồng thì hãy vào đây để xem cái video ngày hôm nay. Và hiện tại rất nhiều người gọi là fan FC ủng hộ Hồ Văn Cường đã nói lên câu chuyện gọi là con gà đẻ trứng vàng là Hồ Văn Cường. Và tại sao con gà này đã 1-2 tháng nay chưa có ai rước về? Tại sao gà đẻ trứng vàng lại đi đâu xin người ta không dám nhận? Gà đẻ trứng vàng tại sao không có ai lấy về để mà đẻ trứng? Đúng không? Là chứng tỏ chúng ta phải thấy rằng có một sự quan trọng ở đây là không có ca sĩ Phi Nhung thì Hồ Văn Cường chỉ là quả trứng bằng đất thôi, không phải là quả trứng vàng. Và nếu như có ca sĩ Phi Nhung thì mọi chuyện nó sẽ thay đổi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta hãy nhìn lại và mới cảm nhận được là cái sự quan trọng của cố ca sĩ Phi Nhung, một người mẹ đã giúp người con như thế nào. Mà bây giờ khi mà không còn mẹ nữa mà con thì lại bất hiếu thì bây giờ mới nhận được cái quả báo, đúng không? Cũng như những cái câu chuyện mà em đã phân tích ở hai cái video trước, rất nhiều quý vị khán giả đã ủng hộ khi mà những cái bầu show có tiếng lên tiếng để nhận định về cái sự việc rằng là rất nhiều người tung hô đồn thổi Hồ Văn Cường là ngôi sao này, ngôi sao kia, đắt show này qua Mỹ hát, tất cả đều là dựng, tạo dựng do chính cái lũ fan FC của Hồ Văn Cường đã tạo dựng nên để rằng là an ủi những cái người gọi là theo cái môn phái tà đạo, ủng hộ những cái xu hướng gọi là bất nhân bất nghĩa như vậy. Còn lại thì những cái người gọi là theo chính nghĩa, ủng hộ những cái đúng, chúng ta không nên cổ suý những cái sai lầm và ủng hộ theo một cái kiểu gọi là bất nhân bất nghĩa như vậy. Đó, thì gia đình Hồ Văn Cường hiện tại đã rất khó khăn. Và theo một thông tin mới nhất thì em Hồ Văn Cường sẽ không thể nào theo cái sự nghiệp ca hát nữa mà sẽ chuyển sang ngành khác. Bởi vì hiện tại thì gia đình Hồ Văn Cường đã cầu cứu hết rất là nhiều người, cũng như là câu chuyện về cầu cứu về quản lý của ca sĩ Ngô Kiến Huy là người đã đỡ đầu, cũng như là người đã giới thiệu để giúp ca sĩ Phi Nhung có thể tiếp cận cũng như nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi. Và cái câu chuyện hiện nay là mọi người đang nói rằng Hồ Văn Cường là con gà đẻ trứng vàng thì hiện nay đó là một câu nói sai lầm, là mọi người đã tưởng tượng khi ca sĩ Phi Nhung còn sống, đúng không? Đó là người ta đang gọi là đứng trên vai người khổng lồ, theo những cái gọi là người ta theo kinh doanh đó, là người ta nói là dựa trên vai người khổng lồ, là Hồ Văn Cường chỉ dựa hơi của ca sĩ Phi Nhung nên mới được đi lưu diễn ở nước ngoài, nên mới được đi diễn ở những sân khấu lớn. Còn nếu như Hồ Văn Cường bây giờ có thả ra ngoài thì các bầu show cũng đã lên tiếng rồi là Hồ Văn Cường không thể một mình đi trong cái showbiz này được, bởi vì Hồ Văn Cường chưa có một cái gì gọi là cứng ngắc. Nếu để so sánh với Phương Mỹ Chi với những người khác thì Hồ Văn Cường không có tuổi. Vì sao? Hồ Văn Cường hiện tại đang cái cơ ngơi đang đi xuống, đúng không? Còn những người khác, ví dụ như Phương Mỹ Chi hay những người khác thì họ đang đi lên, như Quỳnh Trang, Thiên Ngân, họ đang đi lên. Là họ đi chậm nhưng mà chắc, nhưng họ biết ơn. Người ta sống, người ta có tài mà phải có đức. Những con người chúng ta cũng thế thôi. Nếu những ai mà có tiền, có tài nhưng không có đức, bất hiếu thì cái hậu quả nó sẽ nhận không trước thì sau, không nhanh thì chậm, nhưng mà chắc chắn là cái kết không bao giờ tốt đẹp. Đó, nên tại sao chúng ta mới thấy rằng là chúng ta nên ủng hộ những cái đúng. Và Hồ Văn Cường hiện tại thì cũng cho chúng ta thấy rằng là đã nhận được quả báo. Và hiện tại thì khi không còn cố ca sĩ Phi Nhung nữa thì Hồ Văn Cường đã không còn là quan trọng đối với bất cứ ai nữa. Nhưng cái lũ fan cuồng kia vẫn tung hô rằng cháy show này rồi show kia rồi đắt, bán đi không nhanh là hết vé để xem Hồ Văn Cường. Có ai xem đâu. Và mình khẳng định luôn là hiện tại không có bầu show nào dám mời Hồ Văn Cường đi hát. Và cái câu chuyện này thì sẽ có những cái dẫn chứng cụ thể em sẽ có thể chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng nghe. Là ở đây là khi mày bày tỏ sự bức xúc, ít nhất cho thấy là trong tâm tư suy nghĩ của Cường cũng có nhiều xáo trộn, liệu người lớn đã vô tình bỏ qua hoặc ít quan tâm chăng? Là mẹ Hồ Văn Cường có chia sẻ nha. Đây là mẹ, bố mẹ của Hồ Văn Cường đã chia sẻ về cái sự việc mà chính em Cường gây ra. Là con ra ngoài nhiều, bị nhiều người đốc thúc, trong khi con không hiểu nên hiểu lầm. Và trong nhà mọi thứ tốt, hết giáo. Chị Nhung cũng kêu là đi về quê cất nhà, sửa nhà. Nhưng tôi đâu quyết định ổn định cuộc sống ở dưới.
tôi muốn xây nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một câu trả lời của chính mẹ Hồ Văn Cường, nói rằng là không muốn xây nhà ở quê và muốn ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy mà cái lũ fan cuồng kia lại nói rằng là nhà rách nát ở quê không xây dựng, bởi vì bố mẹ Hồ Văn Cường không muốn xây nhà ở quê. Tiếp theo là bố Hồ Văn Cường cũng lên tiếng là con nghe lời người ta nên cư xử vậy, trong nhà không có giày la gì cả, là sự việc vẫn bình thường. Nhưng mà Hồ Văn Cường thì cái tuổi trẻ bồng bột, mắc bệnh ngôi sao, ra ngoài là người ta cứ xúi giục, rồi nhất là những người trong fan FC đó, đã đưa em sai lại càng sai, đúng không? Là cho em là nói xấu mẹ của mình, cung cấp thông tin nói xấu về mẹ của mình, nhưng mà người mẹ của mình vẫn bỏ qua tất cả, vẫn bảo vệ cho đứa con của mình, ngay cả khi lúc còn sinh thời. Ca sĩ Phi Nhung vẫn còn nói rằng hãy để mẹ bị chửi còn hơn là người ta đem con mình ra chửi, thế người ta nghe mới thấm là chỉ có con bỏ mẹ thôi, chứ không bao giờ có chuyện mẹ bỏ con. Và người ta cũng có câu rằng là công sinh không bằng công dưỡng, đúng không? Là vì sao lại thế? Thì ví dụ như một người mẹ đã sinh con ra rất khổ cực, ai cũng biết, nhưng cái công dưỡng dục nuôi nấng để nó thành tài thì mới là quan trọng, chứ không phải là sinh nó xong ra đó nó thích làm gì làm, nó nên người hay không. Ca sĩ Phi Nhung đã giúp đỡ Hồ Văn Cường tận 6 năm trời, đúng không? Con đường sự nghiệp ca hát từ khi chưa vào cái đợt giải quán quân 2016, đã giúp đỡ từng mua từng bộ đồ, giúp đỡ bố Hồ Văn Cường thì đi làm phụ hồ, mẹ Hồ Văn Cường đi nhặt rau thuê, Hồ Văn Cường tịnh nghỉ học. Ước mơ lớn nhất của em là được đi ca hát, được đi học trở lại. Và đã thần tượng là ca sĩ Phi Nhung nên là ca sĩ Phi Nhung mới giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ thì mọi chuyện đã thay đổi rồi. Hồ Văn Cường thì bây giờ nó đã có tiền và cái đầu cũng khác, bởi vì tiêm nhiễm vào đó những cái thứ gọi là cặn bã của xã hội. Những cái fan FC kia đã tung hô em lên 9 tầng mây. Và rồi cái hậu quả bây giờ là gia đình em gánh. Cái lũ fan cứ ở ngoài cười thôi, thực ra chả có gọi là fan cái gì hết, toàn là câu dựng lên vu khống rồi để kiếm tiền thôi quý vị ạ. Và tiếp theo cái câu chuyện mà mình sẽ để cho tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng nghe về cái câu chuyện của Hồ Văn Cường hiện nay, thì chắc chắn rằng mọi người đang rất là quan tâm về cái sự việc là trả tiền trong vòng 5-6 năm. Bây giờ mà vẫn còn nhiều người nói chuyện về cái vấn đề trả tiền 5-6 năm. Thì Hồ Văn Cường đã mất giọng trong vòng 2-3 năm nay, dịch bệnh. Và Hồ Văn Cường thì chỉ đi hát kèm với ca sĩ Phi Nhung thôi. Đối với trước đây thì tầm độ 30 triệu, 20-30 triệu một show. Đó, trong cái sự việc này thì chúng ta ai cũng biết rằng là Hồ Văn Cường đi hát được, qua nước ngoài được, đi giao lưu những sân khấu lớn là đều do ca sĩ Phi Nhung nuôi dạy. Đó, thì ai cũng biết cái điều đó. Và bây giờ thì ca sĩ Phi Nhung qua đời rồi, thì Hồ Văn Cường đã không còn như ngày trước nữa, không còn giá trị nữa. Nhưng mà những cái lũ fan cuồng kia vẫn lên mạng để nói rằng con gà đẻ trứng vàng. Và mình thử hỏi quý vị rằng con gà đẻ trứng vàng, tại sao hiện tại người ta không tranh cướp về nhà nuôi? Và vẫn nói rằng là Ngọc Sơn rồi Bầu Thụy lên tiếng, nhưng mà Hồ Văn Cường từ chối. Không có đâu. Cái lúc người ta chưa hiểu sự việc, cái lúc nó còn nóng thì người ta ngỏ ý giúp đỡ. Nhưng bây giờ người ta đã nhận ra rằng một con người vô ơn như vậy không ai giúp đỡ đâu, đúng không? Ngay cả như cả là Phạm Thiết Nhung cũng lên tiếng rằng phải nói một câu mất dạy một xíu, quý vị các bạn sẽ cùng nghe nhé, là con chó chủ nó nuôi nó còn biết đường nó quấn quýt, nó biết đường nó vẫy đuôi nó quý, đúng không? Một câu nói mà thấm, thô nhưng mà thấm, đúng không? Còn Hồ Văn Cường là ai? Là một con người có học, đúng không? Ít ra cũng phải biết đến tình cảm người mẹ của mình. Và mình phải nói rằng là nếu như Hồ Văn Cường mà biết bỏ qua cái tôi mà có thể là bảo vệ cho người mẹ của mình thì cái sự nghiệp của Hồ Văn Cường nó sẽ khác. Và chính Hồ Văn Cường là người đã đá đi cái bát cơm của mình. Và bây giờ mình chắc chắn rằng Hồ Văn Cường sẽ không bao giờ quay lại cái sự nghiệp con đường ca hát được nữa, bởi vì chính em đã đá đi cái bát cơm của em rồi, cái cơ hội nó sẽ không còn nữa, đúng không? Đó. Và hiện nay thì ký kết fan cuồng FC của Hồ Văn Cường đấy lên liên tục lên nói rằng là người này ủng hộ, người kia ủng hộ. Thì cái bầu show người ta vẫn nói rồi là hiện tại Hồ Văn Cường không đủ khả năng đi lưu diễn ở sân khấu lớn và chỉ có thể nhận được cái lòng thương cảm, lòng thương hại là người ta giúp đỡ thôi, chứ không bao giờ Hồ Văn Cường một mình đi được. Và Hồ Văn Cường muốn phát triển sự nghiệp là phải liên kết với những người quản lý giỏi, những đội ngũ ekip giỏi và liên hệ với rất nhiều người nha các bạn, quản lý của Lý Hải, quản lý của ca sĩ Ngô Kiến Huy đó. Nhưng mà người ta đã từ chối, bố mẹ thì khóc lóc van xin, bởi vì gia đình Hồ Văn Cường hiện tại đang rơi vào vực thẳm không có lối thoát. Là bởi vì tại sao? Chính gia đình họ tự lựa chọn, bởi vì cũng kèm thêm gọi là fan FC gì đó nữa, cứ tung hô rằng ra ngoài ở thì sướng, ra ngoài rồi nhiều người lựa chọn, nhiều ký hợp đồng tỷ này tỷ kia. Thì mình thử hỏi xem, từ khi Hồ Văn Cường rời khỏi nhà ca sĩ Phi Nhung 2 tháng nay,
đã ký hợp đồng nào hay chưa? Đó, ký hợp đồng nào hay chưa? Hay là bây giờ vẫn đang ở nhà mướn, đúng không? Tiền gần hết, dù có núi vàng núi bạc không làm ra cũng hết. Bố mẹ Hồ Văn Cường bây giờ thất nghiệp, dịch bệnh, Hồ Văn Cường bây giờ vỡ giọng, hát không hay. Bây giờ nói chung là về tài cũng không có, đúng không? Về ngoại hình thì cũng chẳng có, và về cái khả năng diễn xuất thì cũng không có, đúng không? Kinh nghiệm thì không có, tất cả là vẫn dựa dẫm vào mẹ nuôi Phi Nhung. Như vậy chúng ta mới hiểu rằng cái tình mẹ nó bao la như thế nào. Nếu không có ca sĩ Phi Nhung thì làm gì có Hồ Văn Cường như ngày hôm nay, đúng không? Nhưng mà cái lũ fan cuồng cứ nói là Hồ Văn Cường có tài, nó hát hay ở đâu ra. Ngay cả ca sĩ Phi Nhung còn nói cái lúc mà chưa được giải quán quân là phải tập nhiều lắm, chưa có kinh nghiệm, chưa có gì hết. Bởi vì một cậu bé ở quê lấy đâu ra mà kinh nghiệm? Nếu như không có ca sĩ Phi Nhung giúp đỡ thì làm gì có Hồ Văn Cường ngày hôm nay. Nó đâu được đi học thanh nhạc gì đâu lúc nhỏ đâu. Nó là một cậu bé khổ sở, quen được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi thì nó mới thay được cuộc đời. Nhưng mà nó vẫn quên đi công ơn đó, đâu có nhớ đâu, đúng không? Thì bây giờ nó phải nhận lại cái hậu quả thôi. Và tiếp tục cái câu chuyện mà phỏng vấn về gia đình của Hồ Văn Cường. Đó. Đây là người ta nói rằng là phỏng vấn là Hồ Văn Cường có định theo học ngành gì không. Thì cha Hồ Văn Cường vẫn nói rằng là chúng tôi để cho con tự quyết định, nhưng chúng tôi chưa nghe con nói nên chúng tôi cũng có thể tự suy nghĩ là Cường sẽ theo con đường âm nhạc. Nhưng mà mới đây này thì Hồ Văn Cường đã thay đổi rồi, có thể là theo con đường marketing, bởi vì không còn theo đuổi được đường âm nhạc nữa, bởi vì không có người dẫn đầu. Chúng ta phải biết rằng hiện tại tất cả những công việc nó rất là khó để chen chân vô, mà phải có người dẫn đầu, có người nâng đỡ. Nhưng mà hiện tại thì Hồ Văn Cường đã nổi tiếng với hai từ bất nhân bất nghĩa, vô ơn, vong ơn bội nghĩa, đúng không? Thì làm gì có ai giúp đỡ nữa. Bây giờ người ta cần một ca sĩ, cần một người ca sĩ có tiếng và phải làm sao được khán giả ủng hộ thì người ta mới đi mua vé để xem. Và bây giờ nếu một bầu show ở đó thuê Hồ Văn Cường đi hát, ai đi xem không? Nhưng mà hiện tại cái lũ fan cuồng của Hồ Văn Cường vẫn nói rằng là Hồ Văn Cường hiện tại có rất nhiều người mời đi, là chuẩn bị đi qua Mỹ hát Noel, qua Mỹ hát vào năm mới, không có ai mời hết. Và hiện tại ở bên Mỹ thì chỉ có mấy cái trung tâm lớn mới có khả năng để đưa được những cái người ca sĩ ở Việt Nam qua hát thôi. Nhưng Hồ Văn Cường đã có tiếng gì đâu mà qua Mỹ hát. Hồ Văn Cường bây giờ không dám biểu diễn ở sân khấu Việt Nam, chứ đừng nói qua Mỹ, mình nói thẳng là như thế. Hồ Văn Cường bây giờ có dám đứng ở sân khấu Việt Nam hát hay không? Bởi vì Mỹ người ta chả biết Hồ Văn Cường là ai cả. Người ta chỉ biết là con của ca sĩ Phi Nhung thôi, đúng không? Ca sĩ Phi Nhung là có tiếng, nổi tiếng khắp trên thế giới luôn. Đó, đi biểu diễn hết các tiểu bang của Mỹ. Là bởi vì người ta đã quá thành công con đường âm nhạc, là họ đã nổi tiếng cách đây tận 20-30 năm rồi. Nhưng mà cái lũ fan cuồng kia vẫn ngu học, vẫn nói rằng là ca sĩ Phi Nhung phải dựa hơi Hồ Văn Cường. Trong khi đó Hồ Văn Cường chỉ là một người kẹp giữa ca sĩ Phi Nhung đi hát ké. Tiền cắt xê thì gọi là tiền gửi xe thôi, chứ lấy đâu ra cắt xê, đúng không? Chưa có cái kinh nghiệm nào để gọi là ca sĩ ở đây cả. Và tất cả những cái mà mọi người đang bưng bô bợ đít cho nó là cổ suý những cái sai lầm, bởi vì nó còn rất ít tuổi, đúng không? Nó biết cái gì đâu. Bây giờ nó cứ người ta nói cái gì đó là nó nghe theo. Chính vì cái vấn đề này nên là nó bất nhân bất nghĩa, nên là nó không bao giờ có cái kết tốt đẹp được. Là con người ta là phải có chữ hiếu đi đầu, rồi làm gì mới làm, đúng không? Bây giờ có tài một xíu nhưng mà bất hiếu, vô ơn, ai giúp đỡ? Không ai giúp đỡ những người như thế đâu. Nên là quý vị khán giả, những người mà là fan hâm mộ của Hồ Văn Cường á, thì chúng ta phải tỉnh táo, đúng không? Và gia đình Hồ Văn Cường hiện tại thì đang rất khó khăn. Đó, những cái lũ fan cuồng đó cứ nói rằng là phải liên hệ với Hồ Văn Cường đấy. Có ai giúp đỡ Hồ Văn Cường chưa? Đó, có ai ký cái hợp đồng chưa? Có quản lý nào đến giúp chưa? Hay là chỉ nói mồm không? Lúc nào cũng nói rằng là liên hệ với Hồ Văn Cường rồi. Nào là có một vị bầu show hết thời bên Mỹ liên hệ. Cái bầu show đấy mình nghĩ không phải bầu show đâu. Mình nghĩ đấy là một gọi là bị tâm thần, bị thần kinh. Gọi là một cái bà ở bên Mỹ là bị ảo tưởng sức mạnh, nên là muốn đánh bóng tên tuổi, muốn nổi tiếng, nên là tạo dựng cái gọi là nhân cái cơ hội này liên hệ với Hồ Văn Cường để đánh bóng tên tuổi, nhằm là ta đây ở bên Mỹ nổi tiếng. Nhưng mà bà ấy phải nghĩ rằng là bà ấy chỉ là một cái hạt cát trong một sa mạc thôi, đúng không? Bà bị tâm thần nên là bà ấy mới muốn là liên hệ với Hồ Văn Cường để nổi tiếng. Những người như vậy mà lại còn đòi là kiện cáo rồi các kiểu, cái chuyện đó là mình bỏ qua ha. Chứ bây giờ nói với mấy người mà đầu óc không tỉnh táo như vậy nó mệt lắm. Đó, còn gia đình Hồ Văn Cường hiện tại thì tại sao cái lũ fan FC lại bảo là gà đẻ trứng vàng? Thì cái câu chuyện này nó liên quan đến ca sĩ Phi Nhung. Nếu như không có ca sĩ Phi Nhung đó, bây giờ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời thì Hồ Văn Cường không còn giá trị nữa. Có ai thèm nghe Hồ Văn Cường hát nữa không? Bây giờ là không có.
Và Hồ Văn Cường, gia đình Hồ Văn Cường thì đã phải khóc lóc van xin hết người này đến người kia để nhận sự giúp đỡ cầu cứu, cũng như là sẽ phải nhờ cái người có tên tuổi để có thể là giúp đỡ Hồ Văn Cường. Bởi vì Hồ Văn Cường không thể một mình tự đi được, đã dịch bệnh mấy tháng nay rồi, không có ai mời đi hát hết. Và Hồ Văn Cường thì ai mời, đúng không? Một con người bất nhân bất nghĩa thì ai mời. Và những cái fan FC thì vẫn nâng ly nó lên để cho nó gọi là ảo tưởng sức mạnh, thì làm gì mà có ai mà nghe nó hát. Đó, nên là mình làm cái video này, mình muốn phân tích cho mọi người hiểu rằng là tất cả những cái gì Hồ Văn Cường có ngày hôm nay đều là nhờ vào ca sĩ Phi Nhung. Nên đừng có quên ơn của người đã giúp đỡ mình. Và cái con gà đẻ trứng vàng đó, nó cũng mang danh của người đỡ giúp đỡ cả Hồ Văn Cường thôi. Có khi ở gần với ca sĩ Phi Nhung thì Hồ Văn Cường có giá trị, nhưng bây giờ đã là con người bất nhân bất nghĩa vô ơn, ra khỏi nhà ca sĩ Phi Nhung thì Hồ Văn Cường cũng vẫn chỉ là thằng con nít không có danh tiếng. Nên là đừng có nâng tâng bốc thằng Hồ Văn Cường lên làm gì nữa. Và quý vị khán giả khi theo dõi video của em thì nhớ là bấm like đăng ký kênh để được theo dõi những cái nội dung mới nhất, và em sẽ liên tục cập nhật những cái nội dung mới để có thể đưa đến cho tất cả quý vị khán giả sẽ theo dõi trên kênh của em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở video sau.